Giá trị thu nhập của người trồng chè hữu cơ tăng trên 30% so với sản xuất chè thông thường. Đây là kết quả dự án xây dựng mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị tại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2022 do Trung tâm Khuyến Nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh thực hiện tại hai xã Bản Liền và Tà Cô Tỉ, huyện Bắc Hà. Tham gia dự án, 70 hộ nông dân được hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất chè hữu cơ hỗ trợ thành lập tổ nhóm để hình thành mô hình tổ chức quản lý liên kết tiêu thụ sản phẩm chè hữu cơ vùng dự án và có đơn vị bao tiêu sản phẩm. Qua 2 năm thực hiện, 100% các nương chè được sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc sinh học, thuốc thảo mộc, làm cỏ thủ công. Toàn bộ diện tích chè sinh trưởng tốt, bình quân thu hoạch 7 đến 8 lứa một năm. Năng suất đạt từ 4 đến 4,2 tấn búp tươi mỗi một hecta chè. Giá trị thu nhập của chè hữu cơ tăng trên 30%.